sáng. Con tôn được tín hạnh, thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật. Tiếp tục bài 21, Con nhà tông, phần 5, do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Con thành kính cung thỉnh ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, Minh Hạnh túc, thiền thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lãnh thai, chúng con thành kính tri ân đại tự tọa Minh Hạnh. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 21, Con nhà tông. Phần 5, dạ, chúng con chưa thấy Thượng tọa Tề Siêu, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con thấy Thượng tọa Tề Siêu đã vào rồi ạ. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi chỉnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh ngài. Ồ, hôm nay thứ mấy mà tới ngày chúng tôi thuyết giảng gì cả? Thứ hai vẫn nhập chứ của tình hình là sự việc của mình sẽ tự đầu cái này sẽ tắt trách công việc rồi chứ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Hôm nay là học môn Phật pháp cơ bản, cũng còn trong cái phần một nói về Đức Phật. Và liên quan đến các đệ tử của Đức Phật. Đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ nghe cái giai thoại của một vị tướng quân chánh pháp, là một vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật. Đó là tôn giả Sariputta, Sa Lợi Phất. Nói về
cuộc đời của ngài Sariputta, thân thế về sự nghiệp, cũng như cái việc mà ngài tầm đạo, thì chúng ta không biết bao nhiêu chuyện để chúng ta nói. Vì vậy cho nên bài học hôm nay sẽ rất là dài. Thượng tọa Giác Đẳng cho chúng ta nghe trọn vẹn cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất, rất là thú vị thưa quý vị. Một vị thinh văn mà Đức Phật ngài 8 tháng. Vì đó là một vị đệ tử ưu tú, có thể thay Đức Thế Tôn để chuyển pháp, vận chuyển pháp luân. Bây giờ chúng ta hãy nghe rồi sau đó nhưng mà cái bài dài này không biết là tụi tụi em giảng sư có cho đọc hết hay là đọc từng phần. Cái đó thì chắc có lẽ là quý vị đã được sinh hoạt. Bây giờ xin mời giờ đọc hết. Giờ xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho bài học. Sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng vị giảng sư hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa số lãnh thai chúng con thành kính tri ân hòa thượng Tuệ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc bài phần 1 Đức Phật, bài 21 Con Nhà Tông, bài 5. Trong những bài trước nói về những đệ tử Phật qua các sự kiện nói Phật được ghi lại trong Tam Tạng, riêng bài này dành trọn để nói về một bậc thượng thủ kinh văn mà cuộc đời và những lời dạy thể hiện một bậc tri đức song toàn. Vị ấy chính là tôn giả Sariputta, hay được biết nhiều với phiên âm Xá Lợi Phất hoặc Xá Lợi Tử. Cần một quyển sách dày mới có một sưu tập tương đối những ghi chép về ngài tìm thấy trong kho tàng kinh điển. Ở đây chỉ ghi lại ba sự kiện để làm tiêu biểu cho một bậc thánh trí mà Đức Thế Tôn từng tuyên bố là có khả năng thừa tiếp ngài để tuyên lưu chính pháp. Từ vị cao đệ này của Đức Phật, chúng ta có thể tìm thấy những hình ảnh rất đẹp khi suy tư thế nào là một người con Phật thật sự. Tâm đạo. Hành trình luân hồi của những bậc thánh trước khi giác ngộ có nhiều khuynh hướng và trí tuệ chủ đạo, có thể là một trong những khuynh hướng đó. Cũng giống như Đức Phật Gautama, ngài Sariputta trong vô số kiếp tiền thân thường mang hình ảnh của một chúng sanh sống nghiêng về trí giác. Hành trình tu tập với trí tuệ được xem là con đường ngắn nhất và ít lận đận nhất của cuộc tu, và có phần giống với Đức Phật, tôn giả Sariputta đã đến với cuộc đời này rồi ra đi để lại những di sản to lớn về tri kiến giác ngộ cho hậu thế. Trong kiếp sống của dòng luân hồi, trước khi gặp được đấng toàn giác, tôn giả Sariputta đã có giai đoạn dấn thân tầm đạo thật đẹp. Từ thời niên thiếu, đã cùng với người bạn đồng song, tức tôn giả Moggallana, Mục Kiền Liên, nổi tiếng là hai vị trí thức trong xã hội tích cực đi tìm ánh sáng chân lý. Hai ngài đã tìm đến những vị giảng sư học đạo, nhưng không tìm thấy cứu cánh đích thực mong mỏi. Cuối cùng bản thân ngài Sariputta gặp được một vị sa môn đơn giản cao khiết với những lời nói ngắn gọn nhưng hàm chứa cả cảnh giới vi diệu đã đưa ngài đến với đạo chân thực. Giai thoại sau đây ghi lại cuộc hội kiến giữa một bậc thánh đệ tử Phật và một bậc đại trí đang tầm đạo. Upatissa trưởng thành trong cảnh giàu sang sung túc. Chàng có một người bạn chính thân tại Kulita, thường được gọi là Moggallana, Mục Kiền Liên. Hai người vốn đã có mối liên hệ thân mật thiết trong nhiều kiếp sống quá khứ xa xôi. Ngày kia,
Trong khi cùng vui chơi trên một đỉnh đồi, cả hai đều nhận thức rằng tất cả những thú vui vật chất đều nhất thời, tạm bợ và vô ích. Cùng một lúc, hai người bạn thân đồng quyết định từ bỏ thế gian để tìm đường thoát khổ. Và cả hai lang thang đó đây để tìm vắng lặng. Trên đường đi tìm chân lý, hai chàng thanh niên đến ý kiến đầu tiên đạo sĩ Sanh Trá Giá. Lúc ấy có rất đông đệ tử và sinh thọ giáo. Không bao lâu, hai người đã lãnh hội tất cả giáo lý của thầy và cảm thấy những hiểu biết ấy thật là mỏng manh, hạn hẹp, không thỏa mãn vì giáo lý này không chữa được bệnh trầm kha của nhân loại. Hai người lại ra đi, rày đây mai đó tìm vắng lặng. Hai người đi đến nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn trứ danh, nhưng ở đâu cũng gặp toàn thất vọng. Sau cùng, cả hai đành trở về nhà trước khi chia tay, hứa với nhau rằng người nào tìm ra trước con đường sẽ cho người kia biết. Cùng lúc ấy, Đức Phật gửi 60 vị đệ tử đi phá giáo pháp tốt đẹp cho thế gian. Chính Đức Phật bổn thân đi về phía Uruguay Lá và Đức Asachi, một trong 5 vị đệ tử đầu tiên đi về phương thành Rajagaha, Phương Xá. Đến đây, nghiệp tốt của hai chàng thanh niên dốc lòng tìm đạo đã hợp đủ duyên lành về để trổ sanh. Upatissá đang đi trong thành Rajagaha, Vương Xá, thì im nghiêm tướng đi từ tốn mắt nhìn xuống đổ vài chút trước bước chân, gương mặt trầm tĩnh thông dong biểu lộ trạng thái vắng lặng thâm sâu bên trong. Vì đại đức khả kính nợ khoan thai đi từ nhà này sang nhà khác, nhận lãnh chút ít vật thực mà lòng quảng đại trong dân gian vui lòng đặt bát. Cốt cách siêu phàm của việc chân tu khiến Upatissá tò mò để ý. Chàng nghĩ thầm, chưa khi nào ta gặp được một vị đạo sĩ như thế này, chắc chắn ngài là một trong những vị đã đắc quả A-la-hán, hay ít ra cũng là một trong những vị đang đi trên con đường dẫn đến đạo quả A-la-hán. Ta hãy đến gần hỏi ngài vì sao ngài thoát ly thế tục, thầy của ngài là ai, truyền bá giáo lý của ai. Tuy nhiên, thấy Đức Asachi đang yên lặng đi trị bệnh, Upatissá không dám làm rộn. Khi vị A-la-hán Asachi đi bát xong, tìm một nơi thích hợp để ngồi thọ thực, Upatissá lấy làm mừng rỡ, chụp lấy cơ hội, cung kính dâng đứng ngài một chén mà chàng đã đem theo để dùng và rót vào một ít nước. Thực hành xong, bổn phận khiêm tốn sơ khởi của người đệ tử, chàng thành kính bạch. Kính bạch đại đức, ngũ quan của ngài thật là bình thản và an tĩnh, nước da của ngài thật là sáng sủa và trong trẻo. Xin ngài hoan hỷ dạy cho con, vì mục đích nào ngài thoát ly thế tục, ai là vị tôn sư của ngài, ngài truyền bá giáo lý của ai? Vị A-la-hán khiêm tốn trả lời, và đây là đặc điểm của các bậc vĩ nhân. Này đạo hữu, bằng tăng chỉ là một tu sĩ sơ cơ, bằng tăng không có đủ khả năng để giảng dạy giáo pháp một cách dông dài và rành rẽ. Kính bạch đại đức, con là Upatissá, xin đại đức quan hệ chỉ giáo ít nhiều, con sẽ cố gắng tự tìm hiểu giáo lý bằng trăm ngàn cách. Và chàng nói tiếp, xin ngài hoan hỷ chỉ dạy, nhiều hay ít cũng được. Xin ngài dạy cho điểm thiết yếu, con xin ngài dạy cho đại lược, chỉ một vài tiếng tóm tắt ngắn gọn. Đức Asachi liền đọc lên 4 câu kệ tóm tắt phần triết lý cao siêu sâu sắc của đấng tôn sư về chân lý của định lực quả. Ye tamma he tup pavawa te san he tum tatha gato ahate san chayo niroto Ewangwadi Mahasansamano. Về các pháp phát sanh do một nhân, nhân ấy Như Lai đã chỉ rõ, và Như Lai cũng dạy phương pháp để chấm dứt, đó là giáo huấn của vị đại Sa Môn. Trí tuệ của Upatissá lúc bấy giờ đã đủ thuần thục để thấu triệt những chân lý sâu xa, dầu chân lý ấy chỉ được gợi ra một cách vắn tắt. Ngài chỉ cần một tia ánh sáng, và Đức Asachi đọc lên 4 câu kệ thật khéo léo, đưa ngài ngay vào con đường. Khi nghe 2 câu đầu, Upatissá đắc quần. Đệ tử mới nhập môn chắc chắn là hết sức thỏa thích
và hết lời cảm tạ ông thầy khả kính đã khai thông trí tuệ mình trong giáo lý trắc tuyệt cao siêu của Đức Phật. Upatissa được nghe Đức Asachi thuật lại các đặc điểm của Đức Phật. Từ đó về sau, tâm đạo của Ngài càng tăng trưởng và lòng tri ân đối với Đức Asachi càng sâu sắc. Mỗi khi được nghe Đức Asachi ở nơi nào thì Ngài quay về hướng ấy, chắp tay đảnh lễ và lúc ngủ luôn quay đầu về hướng ấy. Trích trong Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada, bản dịch của Bạch Việt Kim Khánh. Sống đạo. Giác ngộ không đơn thuần là thay đổi cái nhìn mà là sự chuyển hóa toàn bộ cuộc sống. Có rất nhiều câu chuyện ghi lại về hành sự của một bậc giáo thọ vĩ đại thường thay mặt Đức Phật để hướng dẫn tăng chúng. Ngài không chỉ nói lý lẽ cao siêu mà còn thể hiện tinh thần hiểu biết, khiêm nhu, hòa ái trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch, tất cả để lại những bài học cao đẹp cho đời sau. Từ một nội tâm đã đoạn tận tất cả phiền não cũng với trí tuệ cao vời, Tôn giả Sariputta đã cho thấy thế nào là sự ứng xử của một bậc thánh cõi đời và ngũ trược ác thế. Chẳng những không dao động trước chứng nghịch mà Ngài còn cho thấy khả tính chuyển hóa của chánh pháp, con đường giáo dục. Phải đọc nhiều và đọc kỹ về cuộc đời của Ngài mới nhận ra phương pháp giáo dục đích thực của Đạo Phật. Câu chuyện sau đây ghi lại ứng xử của một bậc hoàn toàn giải thoát với tâm bao dung từ ái. Đức nhẫn nhục chinh phục sự tàn ác, chớ có đập phạm trí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên liên quan đến Tôn giả Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, các thiện tín ngồi chung lại và ca ngợi đức hạnh của Tôn giả Xá Lợi Phất. Vì Tôn giả thầy của chúng ta thật là đức nhẫn nại cao đến nỗi dù ai mắng chửi hay đánh đập, Ngài cũng không giận. Lúc ấy có một bà la môn ngoại đạo hỏi, ai mà không hề giận dữ? Thầy chúng tôi Tôn giả Xá Phất, chắc hẳn chưa ai chọc giận được ông ấy. Chưa hề có một chuyện ấy đâu, bà la môn. Được rồi, tôi sẽ chọc giận ông ta. Ông cứ thử xem. Tin tôi đi, tôi biết cách nên hành động như thế nào với ông ta. Hôm sau, Tôn giả vào thành khất thực. Ông bà la môn đi theo sau lưng Tôn giả, tắm một quả đấm bổ bảo vào lưng Ngài. Tôn giả chỉ hỏi, cái gì thế? Mà không hề quay lại, dòm và tiếp tục đi. Trước thái độ ấy, ông bà la môn cảm thấy ân hận tràn ngập. Ồ, thật là tôn quý thay đức hạnh của Tôn giả. Ông ta sụp xuống dưới chân Ngài, xin Ngài hãy tha lỗi cho tôi. Chuyện gì vậy? Tôi muốn thử Ngài nên đã đấm vào lưng Ngài. Được, tôi không giận ông. Nếu Ngài sẵn lòng tha lỗi cho tôi, xin từ đây hãy chỉ đến nhà tôi thọ thực thôi. Và ông đỡ lấy bát của Tôn giả, đưa Ngài về nhà cúng dường buổi trưa. Tôn giả vui vẻ trao bát. Kẻ cuộc thấy vậy rất tức tối. Tên ngoại đạo ấy đã đánh thầy chúng ta, một vị đáng lý không ai được xúc phạm. Tội ấy không thể tha thứ, chúng ta phải giết hắn. Họ nắm đất, đá, gậy, gọc, kéo đến đứng trước cửa nhà người bà la môn. Khi Tôn giả thọ thực xong trở ra, Ngài để bát cho người bà la môn ôm. Những người kia thấy ông ta đi ra với Tôn giả bèn kêu, bạch Tôn giả, xin Ngài ra lệnh cho ông bà la môn trở lại. Này các đạo hữu, các ông muốn gì? Tên bà la môn ấy đã đánh Ngài và chúng con muốn xử hắn thích đáng. Sao? Ông ta hay đánh các ông? Thưa đánh, nếu vậy, ông ấy đã xin lỗi ta, các ông về đi. Tôn giả khuyên các Phật tử và cho phép ông bà la môn về. Tôn giả trở lại tịnh xá. Các vị tỳ kheo hết sức bất bình. Thế này là sao? Một người bà la môn đánh Tôn giả Xá Lợi Phất mà Ngài lại chính đến nhà của người ấy thở thực. Ông ta đánh Tôn giả rồi thì còn kính trọng ai nữa? Ông sẽ đánh người này người nọ lung tung cho coi. Đức Thế Tôn nghe chuyện bảo các thầy tỳ kheo, này các tỳ kheo, không có việc người bà la môn đánh bà la môn, chỉ có bà la môn phàm tục đánh vị bà la môn thánh quả.
bởi vị nào đã chứng quả A-la-hàm hoàn toàn dứt trừ hết mọi bệnh dữ. Ngài nói kệ, kệ ngôn 389, chớ có đập phạm chí chớ đập lại, sáu thai đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn. Kệ ngôn 390, đối vị Bà La Môn, đây không là ít nhỏ. Luyến tâm hạ đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Trích tính chuyện Kinh Pháp Cú bản dịch của Tu Viện Viên Chiếu. Hiếu đạo, cảnh giới cao điểm của tự giác là nhận thức không tánh, nhưng không phải vì vậy mà đánh mất tất cả cái nhìn cận nhân tình. Tôn giả Sariputta là một hải đăng của trí tuệ siêu việt, không phải chỉ qua lời tán dương hậu thế, mà chính ngay cả sự nghiệp giáo hóa đồ sộ mà Ngài đã để lại. Thế nhưng không phải vì vậy mà cuộc sống của Ngài hoàn toàn không chủ trí, mà không có những thể hiện sự nhu nhuyến của các đức tánh tri ân, bao dung, nghiêm cẩn, được biết theo cách hiểu thông thường. Tri ân là một trong những dấu ấn của bậc trí, đặc biệt là sự cảm kích thâm ân sanh dưỡng. Ngoài những câu chuyện về đức tri ân của tôn giả Sariputta, kinh điển còn ghi lại hình ảnh rất cảm động khi Ngài biết thời khắc viên tịch đã tới, và một điều rất quan trọng phải làm là đem ánh sáng Phật Pháp tế độ mẫu thân. Với hành trình xa xôi, Ngài đã về tận sanh quán của mình để gặp mẹ. Báo hiếu là hành trạng sau cùng của người con vĩ đại đó. Câu chuyện sau đây ghi lại hình ảnh báo hiếu của tôn giả Sariputta. Khi đến Nalaka vào một buổi chiều, Ngài bèn dừng chân gần một cây đa ở cổng làng. Thình lình lúc ấy, có người cháu trai của Ngài nhân việc đi ra ngoài nhìn thấy, người ấy vội đến đảnh lễ đức trưởng lão. Xong Ngài bèn hỏi, thân mẫu của Bần Tăng có ở nhà không? Người ấy trả lời, bạch Ngài có ạ. Đức trưởng lão bèn nói, vậy phiền ông đi thông báo giùm cho bà biết là Bần Tăng sắp về, và nếu bà có hỏi chi tiết thì hãy bảo với bà rằng Bần Tăng sẽ ở lại trong làng này chỉ một ngày mà thôi. Xin bà cứ sửa soạn căn phòng mà trước đây Bần Tăng đã chào đời và sắp xếp chỗ ở cho 500 vị tu khác nữa nhé. Ông Ubare Wata, tên người cháu của Đại Đức Sariputta, sốt sắng đến gặp mẹ Ngài và báo rằng, thưa bà, Ngài Sariputta đã về. Nghe xong, bà liền hỏi, hiện giờ ông ấy ở đâu? Thưa bà, Ngài đang ở tại cổng làng. Ông ta đi một mình hay có ai nữa không? Thưa bà, Ngài về với 500 vị tỳ khưu. Khi bà hỏi, tại sao ông ta kéo bạn thuộc lại? Những bà liền nghĩ, tại sao ông ta yêu cầu mình cung cấp chỗ ngủ cho rất nhiều người như thế, phí bỏ thời gian còn trẻ để làm một sa môn, bộ khi về già, ông ta muốn trở về làm cư sĩ hay sao? Nhưng rồi bà cũng sắp đặt chỗ ngủ đầy đủ như vậy cho đức trưởng lão và những vị tỳ khưu kia. Bà còn đốt nhiều cái đuốc và trao lại cho người cháu đem đến đức trưởng lão và chư tăng để soi đường đi về nhà. Chẳng mấy chốc, Đại Đức Sariputta cùng với chư tỳ khưu đã vào đến sân nhà và Ngài tự ý bước thẳng vào căn phòng cũ của mình. Sau đó, Ngài nhân danh mẹ, Ngài mời tất cả chư tỳ khưu đến chỗ dành riêng cho họ để nghỉ ngơi. Đại Đức Sariputta khi ấy chợt cảm thấy một sự đau đớn lan tràn cả thân xác. Ngài vội vã lên nằm trên chiếc giường của mình và nhập ngay vào đại định. Những tỳ khưu có bổn phận hầu hạ Ngài liền túc trực quan sát. Họ thấy da mặt Ngài lúc đỏ lúc xanh, nhưng đức trưởng lão vẫn nằm im tim tiếp, phong thái vẫn bình an. Kế đến, từ hạ thân của Ngài thải ra một chất nước, thì ra Ngài đang bị bệnh đi tả hoành hành. Những học trò của Ngài phải thay phiên nhau tẩy uế, cứ một chiếc thùng đưa ra thì một thùng khác vào. Người đàn bà Bà La Môn thoạt đầu có vẻ đố kỵ những vị tỳ khưu kia, nhưng khi thấy họ chăm sóc con bà một cách tận tình và kính trọng thì đâm ra có hảo cảm. Rồi càng theo dõi bệnh tình của Đại Đức Sariputta và càng lo sợ. Lúc bấy giờ, chính bà lại nhận thấy sự có mặt của 500 vị tỳ khưu kia quả là một điều cần thiết cho bà.
Trong kinh còn thuật lại rằng, lúc đó có một chuyện lạ xảy ra, bốn vị thiên vương cùng hỏi lẫn nhau, hiện tại không biết vị đại A-la-hán bậc thông hiểu vạn pháp kia đang trú ngụ ở nơi đâu. Cả bốn vị phẩm thiên ấy đã lập tức nhận thấy rõ Ngài đang ở tại Nalaka, trong căn phòng Ngài được sinh ra trước đây. Ngài lại đang nằm trên giường bệnh và sắp nhập Niết Bàn. Liền đó, họ cùng bỏ nhau giáng trần để chiêm bái Ngài lần chót. Khi ấy, bốn vị thiên vương đã đến phòng bệnh của Đại Đức Sariputta. Họ tự động dùng thiên lực làm cho cơn đau của Đức Trưởng Lão giảm xuống, rồi thỉnh Ngài xả thiền để xin lời chỉ dạy. Đức Trưởng Lão hỏi các ông là ai? Bạch Ngài, chúng tôi là Tứ Đại Thiên Vương. Tại sao các ông đến đây? Chúng tôi muốn hầu Ngài trong thời gian bệnh hoạn. Nghe thế, Đại Đức Sariputta bèn nói, xin để mặc tôi, vì tôi đã có học trò chăm sóc ở đây rồi, các ông có thể đi đi. Khi Tứ Đại Thiên Vương rời khỏi, thì vua trời khác tên Sắc Cá cũng trong một vẻ tôn kính như thế lại hiện đến thăm Ngài. Tiếp theo là những vị đại phẩm thiên cũng đến vấn an, nhưng tất cả đều được Đức Trưởng Lão bảo trở về như trước. Người đàn bà Bà La Môn, mẹ Ngài, khi thấy những vị chư thiên đến rồi đi như thế, bèn tự hỏi, họ là ai vậy kìa, ai mà đến tôn kính con ta như thế rồi lại đi. Bà đến tận cửa phòng của Đức Trưởng Lão để hỏi thăm Đại Đức Á về bệnh trạng của Ngài. Đại Đức Chun Đá vốn thấu rõ ý muốn của Đại Đức Sariputta từ trước, nên bước vào trong bạch với Ngài rằng, bạch Đức Trưởng Lão, vị đại tín nữ đã đến. Đại Đức Sariputta liền mời bà vô và hỏi, vì sao thân mẫu lại đến đây vào giờ thường này? Bà trả lời, mẹ con, thân mẫu đến để thăm con hãy nói cho thân mẫu biết, những người vừa rồi đến thăm con đầu tiên là ai vậy? Thưa thân mẫu, đó là bốn vị đại thiên vương. Nghe thế, bà liền hỏi, như thế thì ông còn cao quý hơn những người đó nữa ư? Đức Trưởng Lão đáp, họ chỉ là những bậc hộ trì hộ Phật Pháp. Khi Đức Bổn Sư đản sinh, họ chính là những kẻ đến hầu hạ đầu tiên. Trong giáo lý giải thoát, họ ví như những cận vệ quân, luôn luôn có uy quyền trong tay bảo vệ một vị Phật tổ. Sau khi họ đi rồi, thì vị đến kế tiếp là ai thế? Thưa thân mẫu, đó là vua trời Sắc Cá. Này ông con yêu quý, đối với đức vua trời kia, ông có cao thượng hơn không? Đại Đức Sariputta trả lời, thưa thân mẫu, ông chỉ như vị Sa Di, là người theo hầu hạ và mang vác những vật dụng của một tỳ khưu. Khi Đức Bổn Sư từ trên cõi trời thứ 33, Ta Quá Tinh Xá, Đao Lợi, trở về vị trời Sắc Cá, đã mang y bát và đã mang vào y phục của Ngài để tiễn Ngài từ thiên giới đến cõi trần với một lòng tôn kính. Bà lại tiếp, và khi vị trời Sắc Cá đi rồi, những vị đến sau đã dùng hào quang làm sáng các căn phòng này là ai vậy? Thưa tín nữ thân mẫu, đó là các vị giáo chủ, những đại phạm thiên, những thiên sư của chính thân mẫu đấy. Vậy thì ông là người cao cả nhất. Này ông con quý mến của mẹ, ông còn cao quý hơn những đại phạm thiên mà xưa nay thân mẫu hằng hưởng ngộ ư? Vâng, thưa thân mẫu, vào ngày Đức Bổn Sư ra đời, thân mẫu nào biết rằng chính bốn vị đại phạm thiên ấy đã đón trước Ngài trong một vuông lụa đầy hào quang vàng chói. Khi nghe vậy, mẹ Ngài bèn nghĩ, nếu oai lực của người con trai mình như thế, thì oai lực vô biên của Đấng Bổn Sư của ông còn to lớn hơn biết dường nào. Trong khi bà đang phân xét như vậy, bất chợt một sự kính ngưỡng nơi tam bảo bỗng phát sinh và phỉ lạc tràn ngập cả tâm tư bà. Đức Trưởng Lão quán thấy, biết rằng sự thỏa thích và niềm tin đã bừng lên trong tâm hồn người mẹ rồi. Đây chính là lúc mà Ngài phải thuyết pháp để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài hiền hòa hỏi, này thân mẫu tín nữ, thân mẫu đang suy nghĩ gì vậy? Bà trả lời, thân mẫu đang suy nghĩ, nếu con trai của mình mà có phước hạnh như thế, thì ân đức của Đức Phật Thích Ca Cồ Đàm còn to lớn biết là dường nào. Đại Đức Sariputta liền tiếp lời, ngay giây phút Đức Bổn Sư ra đời, ngay giờ khắc Ngài chứng được quả giải thoát vĩ đại,
Và sau khi đạt đến sự toàn giác rồi, Ngài bắt đầu chuyển pháp luân. Trong ba lần này, có hàng vạn hiện tượng, cõi đời phải rung chuyển và chấn động. Không có một đấng nào có phước đức ngang hàng với Đức Phật. Không có một đất nào có sự an trụ, có trí tuệ, có hạnh giải thoát, có một độ thuần thục và một sức nhận thức pháp giải thoát cao hơn Phật. Tiếp theo, Đại Đức Sariputta liền cách nghĩa cho bà một cách chi tiết những lời tán dương vừa rồi. Chẳng hạn như Ngài nói, thực ra chỉ có Đức Thế Tôn mới là đấng đại phúc hơn hết, vì Ngài đã tròn đủ 10 ân đức như ứng cúng, A-ra-hăng, chánh biến tri, Samma Sambuddho, minh hạnh túc, vi cha charana sampanno, thiện thệ, sugato, thế gian giải, lokavidu, vô thượng sĩ, anuttaro, điều ngự trượng phu, burisadam masarati, thiên nhân sư, sattadeva manusan năng, Phật, Buddha, Thế Tôn, Phagawa. Cứ như thế, Ngài đã lần lượt làm cho bà thấu hiểu hết ân Đức Phật đến ân Đức Pháp, đến hết ân Đức Pháp đến ân Đức Tăng. Khi người con cao thượng của bà sắp chấp nhất bài pháp của bà La Môn tín nữ kia liền đắc đạo quả nhập lưu Tu Đà Hoàn. Trích trong cuộc đời Đức Xá Lợi Phất Sariputta. Nabodika Thera, bản dịch Nguyễn Điều 1966. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nabodhaya. Nam mô Bụt Thầy. Cảm ơn của thành với bài đọc vừa rồi. Kính đại lễ thì tôi tự sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong những bài học trước, khi mà chúng ta đi qua loạt bài con nhà Tông, cùng giống lòng cùng giống cánh, thì thông thường mỗi bài học chúng ta có ba nhân vật lịch sử. Riêng trong bài học này thì chúng tôi có phần đắn đo và muốn dành trọn để đề cập đến một con người, một vị thánh đệ tử Phật, một hình ảnh mà tất cả chúng ta là đang học không thể không biết và không thể biết một cách đại lược, mà chúng ta phải suy gẫm thật nhiều, bởi vì Ngài là hiện thân của trí và đức, trí tuệ siêu việt, và đức của Ngài đã cho chúng ta những tác phẩm, những bài rất là lợi lạc. Đồng thời, Ngài cũng là hiện thân của những cái đức tánh rất cao quý trong cuộc đời này. Như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Từ Siêu, thì thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều giai thoại, nhiều câu chuyện mà có lẽ chúng ta phải cần một quyển sách rất dày. Và nếu Hòa Thượng Tề Siêu và chúng tôi cũng như Chư Tăng có mặt ở trong lớp Phật Pháp hôm nay mà có thời giờ để mà chia sẻ từng câu chuyện một, thì chúng tôi nghĩ rằng phải rất nhiều ngày, chứ không phải chỉ có một ngày một buổi. Và đọc về cuộc đời của tôn giả Xá Lợi,
cho chúng ta rất là nhiều cái vị ngọt của chánh pháp, và rất khác hẳn với một cái cảm giác thường có trong cuộc sống của chúng ta khi mà nói về một bậc trí tuệ thường là khô khan, đôi lúc rất là nghiêm khắc, khó khăn. Khi mà chúng ta nói về một bậc trí tuệ thì chúng ta chỉ nghĩ đến một đời sống nghiêng nặng về tri kiến, trí thức. Nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất thì là một cuộc đời sống mà chúng ta gọi là trí đức vẹn toàn. Cả hai mặt trong cái sự quản diễn sâu sắc lời dạy của Đức Phật, và đồng thời trong cái cư xử với các vị pháp lữ và ở trong cuộc sống hàng ngày, Ngài để lại cho chúng ta không biết bao nhiêu là những nét đẹp của tình pháp lữ đối với tôn giả Mokkalana, của người bạn đồng sống của Ngài, đối với những vị có một cái khuynh hướng chủ trí như Ngài Mahakothika và nhiều nhiều nữa. Ngài là một bậc thánh đệ tử, và Đức Thế Tôn đã tán thán bằng những lời tán thán rất đẹp. Ngài là một vị cao tăng, một vị đại cư sĩ nhưng không cô độc. Lúc sắp mất hay là sau khi sanh về thiên giới rồi, khi trở lại ngôi chùa Kỳ Viên tìm thấy cái nguồn quan hỷ thì không thể không nhắc đến Ngài Xá Lợi Phất. Ngài là một vị giáo thọ hướng dẫn tăng chúng, bậc thầy của tăng chúng. Thế nhưng sự cư xử của Ngài đối với tăng chúng thật là khiêm tốn, không phải mang cái cung cách của một kẻ cả, mà trái lại Ngài rất kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của một vị cao tăng ngay cả đối với một sa di 7 tuổi mới vào tu, và đối với một người già cả cao niên mà khi đi tu rồi không ai muốn nhận, như là thì cỡ rất thấp. Đời sống của Ngài cho chúng ta thấy những dung hợp hài hòa rất đẹp. Và khi đến hài hòa thì có lẽ là khó có ai có một cuộc đời mà hài hòa như tôn giả Xá Lợi Phất. Chúng ta nói về tình, nói về lý, chúng ta nói về từ bi, chúng ta nói về trí tuệ, chúng ta nói về cuộc sống cao siêu, huyền nhiệm và một cái nếp sống giản dị, bình dị, rất gần với đời sống hàng ngày, rất cận nhân tình. Có lẽ không bao giờ chúng ta có đủ ngôn ngữ để nói về một con người như vậy. Thưa quý vị, suốt cuộc đời của chúng tôi đó, có một niềm hoan hỷ. Thật ra chúng tôi có một số niềm hoan hỷ ở trong cuộc đời này. Thí dụ như là lần đầu tiên quỳ ở trước cội Bồ Đề, nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Có một lần tự bái răng của Đức Phật Xá Lợi Phật Nha. Nhiều nhiều trường hợp khác. Và trong những lần mà làm cho chúng tôi thực sự xúc động là chúng tôi ngồi trên lưng voi đi chung quanh Bồ Đề Đạo Tràng,
và trong tay ôm xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất. Đó là cuộc lễ hội hàng năm. Nhưng mà bởi vì từ nhỏ chúng tôi đã đọc quá nhiều về những giai thoại này, một con người mà sau Đức Phật, chỉ sau Đức Phật thôi, Ngài là vị, là hàng đại trí mà đã xuất hiện trong cuộc đời. Mặc dù không có hữu duyên hữu phúc gặp được Ngài, nhận sự giáo huấn của Ngài, nhưng mà ôm tháp xá lợi của tôn giả trong tay, chúng tôi cảm thấy rằng mình quả thật là hữu phúc, hữu duyên hữu hạnh. Và đó là một trong những cảm xúc mà suốt cuộc đời chúng tôi không bao giờ quên được. Thưa quý vị, chúng ta không thể có hai tùm khô để nói về một cuộc đời có quá nhiều những giai thoại tuyệt đẹp để lại cho hậu thế. Ở đây chỉ đơn cử ba câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Câu chuyện đầu tiên là sự tầm đạo của tôn giả. Những đệ tử Phật đến với giáo pháp với rất nhiều sự xuất phát khác nhau. Có những người đến từ trong nỗi khổ cùng cực của cuộc sống. Có những người đến một cách rất là tình cờ. Có những người bị sự hung u mê mà được cảm hóa. Nhưng mà riêng tôn giả Sariputta, khi còn là một cư sĩ, thì Ngài đã cho thấy một cái ý hướng của một bậc xuất thần, xuất trần thượng sĩ. Đó là lớn lên trong một gia đình giàu có, danh vọng, trí thức. Bản thân là một vị trí thức được kính trọng thời bấy giờ. Nhưng mà thưa quý vị, Ngài cùng người bạn đồng sống là Kodika, tức là tôn giả Mokkalana, vẫn canh cánh bên lòng một cái lý tưởng rất khác với người bấy giờ, là hướng về đạo cả, hướng về chân lý, và xem cái việc đi tìm kiếm chân lý là một tiêu chí, một cái chí hướng, một hoài bão lớn trong cuộc đời. Điều này rất hiếm, rất khó, ít thấy của những thanh niên tuổi trẻ sống trong một gia đình danh vọng giàu có. Riêng tôn giả Sariputta, Ngài đã đến với những vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, trong đó có Sañcaya mà Ngài đã theo để học đạo trước khi đến với Phật pháp. Nhưng mà ngay cả Sañcaya thì Ngài cũng không cảm thỏa mãn, và Ngài vẫn tiếp tục hành trình và lập một lời ước hẹn với người bạn chí thân của mình là chúng ta hãy đi, và nếu ai mà tìm được ánh sáng của chân lý thì sẽ trở về báo và chia sẻ cho người kia. Như vậy có hai người cùng đi tìm, chứ không phải là một người tìm. Nếu tìm cái gì đó mà hai người thì cái tỷ lệ tìm được nó vẫn cao hơn là một người. Và hai ngày đã có cái ước hẹn như vậy. Và thưa quý vị, như chúng ta nghe trong câu chuyện, tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ mới tên là cư sĩ Upatissa. Có một ngày rất tình cờ trên đường đi, không ghi rõ là đi vì chuyện gì, nhưng mà lại gặp một vị sa môn giản dị
đang đi khất thực. Tuy rằng rất là bình dị ở trong pháp phục, nhưng là từ vị đó toát ra một cái gì đó rất là cao khiết, rất là thanh tịnh, không giống như bất cứ một vị sa môn nào mà Upatissa đã thấy trước đây. Và là một người rất là bén nhạy về đời sống nội tâm, Upatissa đã đến gần, nhận thấy rằng chưa phải là lúc thích hợp để hỏi, nên lặng lặng đi theo sau vị đó. Cho đến khi vị này đi khất thực, đã đủ thực phẩm, rồi tìm đến một cội cây để ăn, Upatissa lại đến gần, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình bằng cách chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho một vị sa môn thọ thực, như là nước uống, như tâm sữa răng. Và đã quan tâm bữa ăn cho vị sa môn đó giống như một người học trò, không hơn không kém. Và sau khi tôn giả đã thọ thực rồi, thì Ngài đã chấp tay để hỏi đạo, và được biết vị này tên là Asachi. Chúng ta nhớ rằng Asachi là một vị tôn giả trong nhóm năm vị cựu trần như, là năm vị A-la-hán đầu tiên ở trong số các đệ tử Phật. Thưa quý vị, những vị này giác ngộ rất sớm vào trong buổi sơ thời, và khởi đầu được Đức Thế Tôn khai thị với kinh Chuyển Pháp Luân. Và chỉ vài ngày sau đó, khi Đức Thế Tôn thuyết kinh Vô Ngã Tướng, thì cả năm vị đều trở thành những bậc thánh nhân vô lậu giải thoát, đoạn tận sanh tử. Rồi sau mùa an cư năm đó, với thời gian rất là ngắn ngủi ở bên bậc thầy, bậc đạo sư của mình, thì năm vị Kiều Trần Như cũng như là 15 vị đệ tử A-la-hán khác đã được Đức Phật gửi đi. Gửi đi mỗi người một ngã, không có đi hai người chung một đường, bằng cái sự liễu ngộ tự thân của mình, đem chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện truyền dạy vì lợi ích an lạc cho chư thiên và nhân loại. Chúng ta nên hiểu một điều như vậy, là các bậc thánh giải thoát, các ngài hiểu cái cốt lõi của chánh pháp, các ngài hiểu cái gì là bờ mê bến giác, cái gì là đau khổ và cái nào là giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, cái khả năng để mà trình bày chánh pháp như là một con đường, một lớp lan thứ tự từ đầu chỉ đuôi, và với muôn ngàn thí dụ, muôn ngàn cách quản diễn, thì thật ra các vị này không thể nào có được như là Đức Phật hay là những đệ tử học đạo về sau này. Chúng ta nói như vậy là các vị đã nắm được yếu quyết của giáo pháp, nhưng mà về phương diện văn tự, những trình bày về phương diện, ví dụ ra các vị không có được cái phong phú như là khi giáo pháp đã được Đức Phật truyền dạy rất nhiều. Ví dụ như trường hợp của tôn giả Ananda và nhiều vị khác đã học giáo pháp 23 năm sau khi Đức Phật Ngài Chuyển Pháp Luân. Nên chi không có điều gì ngạc nhiên khi mà tôn giả Asachi, khi được hỏi về đạo giải thoát, thì Ngài trả lời một cách rất khiêm tốn. Sự khiêm tốn này là hình ảnh thường thấy của bậc thánh, nhưng mà cũng chính là một thực tế, bởi vì lúc đó là buổi sơ thời của giáo pháp. Chúng ta nhớ rằng thời gian đó không lâu, chưa tới một năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, sau khi Đức Thế Tôn Chuyển Pháp Luân. Do vậy, các vị A-la-hán thời bấy giờ có giác ngộ thật, nhưng mà
cái tri kiến về một kho tàng kinh điển như Tam Tạng ghi lại mà chúng ta biết ngày nay thì chưa có. Và những gì ghi lại chúng ta đó là một sưu tập 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Và do vậy, tôn giả Asatthi, mặc dù không phải là một vị đã có thời gian lâu với cái kinh nghiệm phong phú trong sự hoằng pháp, nhưng mà Ngài là bậc liệu chứng. Và Ngài đã bằng cái vô phong rất là giản dị để nói lên một câu kệ. Một câu kệ thôi. Một câu kệ rất ngắn. Và câu kệ này về sau này đã được tìm thấy trên rất nhiều những cái bia đá, những cái bích quả. Thí dụ như năm 1961, người ta khai quật cái nền tháp của Đắc Khôn Pa Khổm, một cái đại tháp đánh dấu nơi tôn giả Sô Ná đến hoằng pháp tại Thái Lan. Thì thưa quý vị, người ta cũng tìm thấy một phiến đá ở trên đó khắc bài kệ. Bài kệ này đã là một bài kệ truyền đời, phổ thông trong Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa. Mặc dù nguyên văn Pali và các bản dịch thì không có chênh lệch về văn tự nhiều, nhưng mà về ý nghĩa đó, thì thật ra có sự hiểu rất là khác biệt. Chúng tôi thì không có thời giờ để đào sâu bởi ý nghĩa bài kệ này, nhưng đó là một bài kệ rất là xúc tích, như là chúng ta đã đọc, đã nghe đọc phần phản ngữ. Thì thưa quý vị, đại khái nếu chúng ta dịch văn xuôi của bài kệ này thì ý nghĩa bài kệ này là các pháp sanh lên do nhân, mà Đức Như Lai đã dạy về cái nhân này, và Ngài cũng dạy về sự diệt tận của các nhân. Đó là lời dạy của bậc Đại Sa Môn. Bản dịch chữ Hán như vậy: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Thì thứ gì, bản kệ này mang nhiều cái ý nghĩa Phật pháp, không có đơn giản để chúng ta hiểu. Ở trong bản sớ giải Pali đó, có giải rằng trong bài kệ ngắn gọn này, tôn giả sẽ chỉ nói đến ba cái diệu đế. Các pháp ở đây chỉ cho khổ đế, và nhân của khổ ở đây là tập đế. Và Đức Phật đã dạy rõ về cái nguyên nhân tập đế là ái dục, và sự đoạn diệt khổ tức là diệt đế. Đó là bản sớ giải Pali. Nhưng mà trong bản chữ Hán và bản Tây Tạng đó, thì đặc biệt là bản chữ Hán: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường đắc như thị thuyết. Nghĩa là cái pháp do nhân mà sanh thì cái pháp cũng do nhân diệt, nên cái pháp diệt, nhân diệt vạn pháp diệt. Và Đức Phật là vị Sa Môn, Ngài đã giáo hóa như vậy. Sĩ dĩ chúng tôi nói rằng có một cái sự giải thích khác biệt là bởi vì câu đầu tiên thì tất cả lời dạy đều giống nhau, tất cả sự giải thích đều giống nhau, là các pháp nó không phải đến với cuộc đời ngẫu nhiên.
không phải là do Thượng Đế tạo ra, mà các pháp nó giống như duyên mà sinh. Cái duyên sinh này đó, nó được hiểu như là một ngọn lửa mà nó cháy. Ngọn lửa cháy không phải chỉ có ngọn lửa không, mà ngọn lửa cháy là do nhiên liệu. Nhiên liệu đó là củi, nhiên liệu đó là dầu. Và khi nói đến điều này có nghĩa là các pháp hiện hữu không phải tình cờ, mà không phải chỉ ở đâu đó rồi hiện ra, rồi tự tồn, tự tồn tại theo thời gian. Không phải vậy. Bắt đầu cũng vậy. Nó sinh ra duyên là do cái nhân. Vấn đề là chúng ta có biết hay không biết mà thôi. Và đây là một thách thức lớn đối với tri thức của con người. Bởi vì sao vậy? Con người chúng ta trong sự thiếu hiểu biết thì thường quan niệm rằng thứ trong cuộc đời này nó có mặt, chỉ là có mặt rất là ngẫu nhiên thôi. Một phiến đá bên đường, một cái làn sấm chớp trong đêm, và một chiếc lá vàng rơi xuống đều là ngẫu nhiên. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật thì dạy rằng thế giới của hiện tượng là thế giới của duyên khởi. Chỉ duyên khởi ở đây tức là các pháp nó phải do duyên, nó không phải do sự ngẫu nhiên. Chúng ta gọi ngẫu nhiên tại vì chúng ta không biết mà thôi. Và nó cũng sẽ là một điều lầm lẫn khác. Khi mà chúng ta không biết được cái duyên khởi đó thì chúng ta nghĩ rằng tất cả sự hiện hữu là có một sự an bài từ cái ý chí của một thần linh mà chúng ta gọi là Thượng Đế toàn năng, nhất ẩm, nhất trác, gia do tiên định. Từ cái chân răng cộng tóc của chúng ta là đều do sự sắp xếp của Thượng Đế. Ít ít thì nói được cái gì cũng do Thượng Đế sắp xếp hơn. Thì chúng ta nói là Thượng Đế rảnh quá. Nói gì vậy nghe cũng kỳ. Nhưng mà ở trong đời thế giới hiện tượng biết bao nhiêu hiện tượng. Chúng ta không có dùng con số triệu, con số tỷ, con số ngàn tỷ, một triệu dinh. Chúng ta không, bao nhiêu không đủ này thì từ virus ở trong phổi chúng ta cho đến bao nhiêu cái thiên hà ở vũ trụ này. Nhưng mà nếu không phải do một ý chí duy nhất, mà ý chí gọi là Thượng Đế toàn năng, thì người ta là nghĩ đến nó ngẫu nhiên. Đó là kết luận của khoa học. Khoa học tin rằng cuộc sống hiện hữu là do ngẫu nhiên cho tình cờ. Tuy nhiên trong giáo lý duyên khởi thì rõ ràng Đức Phật dạy rằng tất cả mọi thứ nó đều có cái nhân của nó. Và do các pháp nó hiện hữu, tất cả hiện tượng giới đều có cái nhân của nó. Thì ở đây nó mang cái tính gọi là pachittiya sambuddha, tức là tùy thuộc. Giống bây giờ mình nhìn thấy một ngọn đèn đang cháy. Nếu ngọn đèn đang cháy đó nó chỉ là một ngọn lửa, ngọn lửa là ngọn lửa thôi, thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà chúng ta nói ngọn lửa đó nhờ vào dầu, thì chúng ta phải hỏi là nó có bao nhiêu dầu, và chừng đó dầu nó sẽ cháy được bao lâu. Thì như vậy ngọn lửa nó tiếp tục được thắp sáng là do dầu. Thì cái dầu có giới hạn thì ngọn lửa phải có giới hạn. Và những đệ tử Phật khi bị giác ngộ thường được mô tả bằng một cái lời kinh rất là cổ điển, là pháp nhãn sanh khởi. Vì ấy hiểu rằng cái gì có sanh ắt phải hoại diệt. Tại sao có sanh ắt phải hoại diệt? Tại vì không có một pháp nào tồn tại độc lập. Bởi nó tồn tại độc lập, nó có sanh thì phải hoại diệt, chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng ta tìm tất cả những hiện tượng xung quanh chúng ta, từ cái chuyện cơm áo gạo tiền, tới chuyện tranh giành đoạt lợi, chuyện hận thù, cuộc sống, tình yêu, tiền bạc, sự nghiệp, tất cả mọi thứ, nó đều sanh khởi
nó đều hiện khởi do nhân này với nhân khác. Khi nhân nó không còn thì nó biến mất. Nó cũng giống như là thị trường cổ phiếu vậy. Người ta Bitcoin lên giá là tại vì người ta tin rằng cái Bitcoin đó, nó có cái triển vọng. Nhưng Bitcoin xuống giá tại vì người ta cũng nghĩ rằng cái niềm tin đó nó lại bị vơi đi. Nó cũng là một hiện tượng duyên khởi thôi. Không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà nó tồn tại mãi mãi. Tại vì sự tồn tại của vạn pháp, sự tồn tại, sự hiện hữu của tất cả hiện tượng đó, nó đều dựa trên nhân và duyên. Như là ngọn lửa đối với nhiên liệu. Chúng ta nói về eternal flame, ngọn lửa bất diệt. Nhưng mà thưa quý vị, đâu có ngọn lửa nào bất diệt. Những ngọn lửa ở trên núi Olympia của Hy Lạp đó, nó cháy, nó có cái gà đốt thiên nhiên. Và gà đốt thiên nhiên đó cũng từ hầm chứa có thể là nó phải cháy được nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Nhưng mà rồi trái đất còn phải hoại diệt. Cả thái dương hệ phải hoại diệt, cả thiên hà cũng hoại diệt. Thì nói gì tới một cái ngọn lửa ở trên núi Olympia. Có chăng là cái khả năng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ở trong vài phút ngắn ngủi, ở trong vài năm, ở trong 100 năm cuộc sống này, thì chúng ta nghĩ rằng nó bất diệt thôi. Nhưng mà không có gì bất diệt hết. Không có gì bất diệt. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt. Các pháp do duyên mà sanh, thì duyên diệt thì pháp diệt. Đức Phật Đại Sa Môn đã dạy như vậy. Thì ở đây tôn giả Asatthi, ngài chuyển đến Upatissa, tức ngài Xá Lợi Phất, một thông điệp về giáo lý duyên khởi. Và ngài dạy rằng đó là lời dạy của Đức Phật Bậc Đại Sa Môn. Thật ra nhiều người nghe chuyện này thì không có thấm thía đâu. Nhưng mà đối với tôn giả Xá Lợi Phất, một bậc đại trí, thì lời nói đó là một tiếng sấm sét, là một tiếng chớp xua tan đi bóng tối, đã phá vỡ tất cả những lập thuyết về thượng đế, lập thuyết về cái gì tạo ra thế giới tự nhiên, cái gì gọi là cuộc sống, và những cái sai lầm mà chúng sanh có khi mà nói về sự hiện hữu của thế giới này, là ngày chứng quả Tu Đà Phật. Ngày chứng quả Tu Đà Phật. Thưa quý vị, dĩ nhiên là rất là nhanh chóng sau đó ngài đem lời dạy cô độc này lặp lại cho người bạn thân của mình. Và cả hai đã đến với giáo pháp Đức Phật. Khi hai vị này đến chùa Trúc Lâm từ xa, Đức Phật tìm thấy, ngài đã tuyên bố với chư đại tăng rằng hai người thanh niên trẻ trí thức đó đến đây sẽ trở thành hai vị hùng hữu tinh văn trong giáo pháp. Và về sau này thì chúng ta cũng phải thực sự nói là về sự tu chứng, tất cả mọi phương diện về tu chứng, thì tôn giả Xá Lợi Phất đều vượt trội tôn giả Sa Chi tất cả mọi phương diện. Nhưng mà khi ngày nằm ngủ, ngày vẫn hướng đầu về hướng tôn giả Sa Chi để nói lên lòng tri ân vô hạn đối với một bậc thầy đã khai tâm cho mình. Câu chuyện thật đẹp lắm. Câu chuyện thật đẹp lắm. Bây giờ không biết có bao nhiêu người học trò học được, tiến bộ được, giỏi hơn thầy, sau đó là khinh thị thầy. Chuyện đó không có đối với tôn giả Xá Lợi Phất. Không biết là thiên hạ nói câu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy đó, người ta hiểu đến mức nào. Nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất
trong cái cảnh giới thành tựu, ngài thành tựu vượt bực xa hơn là Tôn Giả Sa Chí về rất nhiều phương diện, về mọi phương diện. Nhưng mà ngài vẫn giữ được một tấm lòng son, đó là tri ân với một bậc thầy đã khai tâm cho mình. Giống như là một vị tiến sĩ khi về quê gặp lại một cái vị thầy đã dạy mình lớp mẫu giáo, dạy cho mình chữ ABC khi mới đi vào trường học, vẫn kính thầy, vẫn biết ơn, vẫn coi trọng. Không phải bây giờ mình là tiến sĩ mà gặp một cái vị thầy giáo ở miền quê dạy mẫu giáo ngày xưa mà mình coi thường. Thật ra khi chúng ta nghiệm lại thì chúng ta sẽ thấy rất đẹp. Chúng ta thấy rất đẹp. Vì qua câu chuyện tiếp theo thì thật ra chúng tôi lựa câu chuyện này, nó có nhiều lý do, nhưng mà dĩ nhiên là tại vì chúng ta có được tấm tranh vẽ, và ngoài cái tấm tranh vẽ đó đó thì câu chuyện nó cũng mang ý nghĩa. Nhưng mà trong cuộc đời của Tôn Giả Xá Lợi Phất, mặc dù là một vị mà trí đức kim ưu về cả tánh hạnh vẫn trí tuệ, nghèo này đều là bậc đáng cho chúng ta đảnh lễ trăm ngàn lần, nghìn vạn lần. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng ngài cũng gặp một số trường hợp đáng lẽ không nên có với một bậc trí đức kim ưu như vậy. Có những vị tỳ kheo ghét ngài, vu khống ngài. Có trường hợp có những người xúc phạm đến ngài. Có những trường hợp một con quỷ già xoa vì cái sự rắn mắt không đáng kể lấy búa đập một đầu của ngài. Những chuyện đó thì chúng ta kể hoài. Nhưng mà ngài ra sao? Ngài đã phản ứng như thế nào? Ngài đã nhìn sự việc thế nào? Thật ra là điều rất đáng cho chúng ta học. Ví dụ như trong Trung Bộ Kinh, có lần ngài dạy chư tỳ kheo là nếu chúng ta quan sát cuộc sống chỉ là hiện tượng của căn cảnh và thức, thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống. Cái lời người ta chửi bới mình thì cái lời đó là cảnh thinh, tai nghe và biết được đó là nhĩ thức. Và nó sanh khởi như thế nào? Căn thì cứ để căn, cảnh thì cảnh, thức thì để thức. Không nhất thiết chúng ta phải tán rộng ra, chúng ta phải bình luận, chúng ta phải phản ứng. Ngài sống tự tại như vậy, ngài sống với không tánh như vậy. Nhưng mà ngài lại một vị sống rất đẹp với tình người, với sự bao dung, với sự hòa nhạc và với cái tinh thần ôn hòa tha thứ cuộc sống. Ở trong câu chuyện này, ngài đi khất thực. Một vị A-la-hán, cho dù ở trong phòng riêng hay là khi đi khất thực, thì các ngài có một đặc điểm chung là Đức Phật và chư vị A-la-hán đệ tử đều sống với chánh niệm, tức là một cái sự tỉnh cảnh giác mà không bao giờ có bất cứ phiền não, không bất cứ sự quên mình nào chi phối các ngài. Các ngài không cần phải vận dụng trí tuệ để đối phó với nghịch cảnh, mà cái trí tuệ nó trở thành một cái bản thể tự nhiên của các ngài. Không phải trí tuệ không, mà còn trí tuệ đi với chánh niệm nữa. Ngài đang đi khất thực, một vị Bà La Môn đã làm một việc rất là mạo phạm, là đi theo sau lưng ngài, đấm một đấm vào trong lưng của ngài. Nếu mà là phạm nhân của chúng ta hay là người chưa tu tập thì bỗng nhiên hoảng hốt, hoặc giả bỗng nhiên nổi giận, hoặc giả bỗng nhiên thất thần, không biết chuyện gì mà tai nạn tự nhiên ập đến,
Nhưng mà thưa quý vị, hình ảnh này ít có ai nói tới. Đặc biệt là ở tại Việt Nam, ít có người nào biết đến hình ảnh đó. Tôn giả, một bậc đại thánh, một bậc đại trí đức thực, đang đi có một người đấm ngài. Ngài rất là trầm tĩnh, điềm đạm, đã đứng lại và hỏi chuyện gì vậy? Hỏi với một cái tâm thái rất là nhẹ nhàng. Và rồi con người đó, cái con người đã, Bà La Môn đã đánh ngài đó, thì nhận ra một thái độ rất là an nhiên của ngài. Như chúng ta nghe trong câu chuyện, đã sám hối. Và chẳng như vậy, ông lại phát tính tâm kính ngưỡng ngài, thỉnh ngài về nhà để cúng dường thực phẩm. Ngài sẽ nhận lời. Và về sau này có những người nghe câu chuyện đó, tuy rằng cái chuyện qua rồi, nhưng mà người ta suy nghĩ một cách rất là đời, rất là đời. Làm thế nào một người mà mạo phạm đến bậc thánh, đánh bậc thánh như vậy, là một cái chuyện hỗn hào, phạm thượng như vậy, mà chỉ cúng bữa ăn bổ qua. Đó là suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Chúng ta suy nghĩ là có tội phải trừng trị, và trừng trị phải tương xứng. Và nếu mà ai đánh mình, ai mà thói mạ mình, sao nó phải bồi thường mình vài ba triệu đồng thì mới thỏa mãn chứ. Nếu mà đem mình về đãi bữa cơm rồi rồi về hết, về cả làng là tân tiền, chúng ta đâu có chuyện gì đâu. Như vậy đó, như vậy chúng ta dạy quá. Không phải, cái nhìn của ngài phải như vậy. Khi Bà La Môn đánh ngài, ngài hiểu ông Bà La Môn là ông đã làm một chuyện phạm thượng. Khi Bà La Môn sám hối với ngài, ngài đọc được cái tâm tư rất là chân thành của một người ý thức sự sai lầm của mình. Và khi Bà La Môn cúng dường bằng cái lòng từ bẩn, ngài tạo cho Bà La Môn một cơ hội, một cơ hội làm cái gì tốt hơn cái mà ông đã từng làm. Và là một nhà giáo dục, ngài thực sự cảm hóa được Bà La Môn đó. Chúng ta đọc hai câu kinh Pháp Cú mà một phần dạy khi nghe câu chuyện này rất là đẹp. Bà La Môn không đánh Bà La Môn, nhưng chúng ta hiểu Bà La Môn ở đây đó. Chứ Bà La Môn ở đây nói một cách rất là ví von. Ở trên thực tế thì ngài Xá Lợi Phất cũng là vị Bà La Môn, sanh ra trong gia Bà La Môn, ông Bà La Môn nghiêm xuất thân Bà La Môn. Nhưng mà Đức Phật ngài nói Bà La Môn không đánh Bà La Môn. Nhưng Bà La Môn ở đây không phải là người xuất thân từ gia đình Bà La Môn. Và Bà La Môn ở đây đó chính là những bậc đã đạt đến chỗ thanh tịnh. Đôi khi có cách nói như vậy, phạm chí không đánh phạm chí. Chỉ có những Bà La Môn phạm phu đánh Bà La Môn thánh nhân thôi, chuyện đó khó. Nhưng mà bây giờ cái hai vị Bà La Môn, ông vì một vị thánh, một người đã hiểu đạo, một vị Bà La Môn thanh tịnh và Bà La Môn kia có tâm cung kính, thì cả hai vị không đánh nhau. Mà ông nên đặt vấn đề đánh nhau làm gì? Phạm chí không đánh phạm chí. Cái sự điềm đạm của ngài, tâm bao dung của ngài, và sự thể hiện cái tinh thần cảm hóa của ngài cho chúng ta một bài học lớn về cuộc sống. Một điều mà rất ít khi chúng ta tìm thấy trong thế giới hôm nay. Thế giới mà chúng ta sống là thế giới, và mình nói cái thành ngữ rất là thông tục ở bên ngoài, gọi là ăn thua đủ, ăn miếng trả miếng. Và ăn thua đủ tức là người ta đã phạm đến mình thì mình phải đòi lại công đạo cho bằng được, bằng mọi giá. Và người ta kia phải trả giá rất là lớn thì mình mới chịu. Bởi vì bên Mỹ thì có nhiều khi người ta bị phỏng tay vì cà phê họ đòi được mấy triệu đồng. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì có nói đến điểm đó. Cái văn hóa của Phật giáo là khi một con người thành tâm hối lỗi và thực sự hiểu biết, thì người đó là người đã chuyển hóa, người đó xứng đáng
được bao dung, rất là một chuyện đẹp. Mà chúng ta lại còn nghe được nhiều những câu chuyện khác tương tự. Khi mà một vị tỳ kheo tên là Tích Xá đã vu khống Ngài Xá Lợi Phất đánh mình, và nhân đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã nói về hạnh tu như đất. Chúng ta còn nghe câu chuyện Dạ Xoa dùng một cái chày lớn đập vào trong đầu Ngài khi Ngài đang thọ thiền, nhập diệt thọ tưởng định. Mặc dù với năng lực của Ngài thì Dạ Xoa không làm gì được. Nhưng về sau này khi nghe kể được câu chuyện đó, thì Ngài đã không có nói lên một chút giận dữ nào đối với Dạ Xoa đó, một mãi may cũng không có. Mà Ngài chỉ đàm đạo với tôn giả Mukkalana bằng chữ đàm đạo sự tán thán rất của Ngài. Nếu chúng ta đọc và nhớ về tôn giả Xá Lợi Phất mà chúng ta chỉ đề cập đến trí tuệ, đề cập đến những bài kinh vĩ đại mà Ngài để lại, đề cập đến những tác phẩm mà chúng ta đã được Ngài lưu lại cho chúng ta, thì thưa quý vị, nó sẽ là một điều thiếu sót nếu chúng ta không nói đến cái tánh hạnh của Ngài. Một tánh hạnh mà thưa quý vị, chúng ta học cả đời, một tánh hạnh rất đẹp, một tánh hạnh mà đúng nghĩa là một người con Phật, bao dung, độ lượng, từ ái và biết đặt cái giá trị cao quý lên trên, và không có cái thái độ ăn thua đủ, không có thái độ hơn thua, không có thái độ tranh chấp. Ngài đúng là một bậc sống ở trọng giới vô tranh, không tranh chấp đời. Thưa quý vị, trong câu chuyện thứ ba, mặc dù câu chuyện có chuyện thứ một, câu chuyện hai, câu chuyện ba, nhưng mà chúng tôi phải nhắc được một câu chuyện, một điều mà Hòa Thượng Từ Siêu cũng đã nói và chúng tôi nhắc từ đầu đó, là ở trong kinh ghi lại rất nhiều câu chuyện của tôn giả Sariputta, tức tôn giả Xá Lợi Phất. Nếu chúng ta có nhắc lại ở đây ba câu chuyện đó, nó chỉ là một giọt nước rất nhỏ bé thôi, mà ở đây không phải là tất cả. Nhưng mà với ba câu chuyện này đó, thì chúng ta cũng có được phần nào cảm nhận được thế nào là một người con Phật đúng nghĩa, một người con Phật thực sự. Bây giờ chúng ta nói về điểm này, là tôn giả Sariputta là một bậc trí. Một ở trong những cái đặc tính của bậc trí mà ngày nay chúng ta rất cực kỳ để ý đến đó, đó là sự tri ân. Tri ân là lòng cảm kích, tri ân là sự biết ơn. Chúng tôi nhớ là ở trong sách có nói rằng một cái người có trí ấy, ngồi ở dưới gốc cây để hưởng bóng mát thì không bao giờ mà có một cái ý gì để mà xâm phạm cái cây đó, tại vì cũng biết ơn cái cây đó nữa. Một người có trí thì thưa quý vị, sống được cuộc đời, cho dù đối với thiên nhiên, đối với xã hội, đối với cây cỏ đã cho mình, thì mình biết cảm kích, biết tôn trọng. Đức Thế Tôn đã từng đứng một khoảng cách xa Bồ Đề, cõi Bồ Đề 7 ngày, nhìn không chớp mắt để bày tỏ sự cảm kích của Ngài với cội cây đã che mưa che nắng. Chúng ta nghe vô số câu chuyện, và loài người ngày hôm nay đang bắt đầu thấm thía, nói thấm thía chứ không biết có thấm thía thật không, là chúng ta sống trên hành tinh xanh này, nhưng mà chúng ta đã tàn phá rất nhiều cái môi trường thiên nhiên. Chúng ta đã tàn phá bầu khí quyển trong lành, chúng ta đã làm
ô nhiễm nước, chúng ta đã tàn phá rừng và chúng ta rất là vô ơn. Một vị tăng người Miến Điện đó, ngài có nói một điều rằng nếu một người nông dân mà cài bừa bằng trâu, rồi sau đó nó giết trâu để ăn thịt, thì đối với người ta coi là chuyện đó bình thường. Nhưng mà thật sự ở một phương diện nào đó, nó là một thái độ vô luân. Tại vì chúng ta đã vô ơn đối với một con vật đã cho chúng ta rất nhiều. Ngay cả con chó giữ nhà của chúng ta, mình thương yêu nó như vậy, nó lo lắng giúp như vậy, nó trung thành như vậy, một ngày nào đó mình đem nó mình giết đi tại vì mình muốn ăn thịt thôi, nó cũng là một hành động vô luân. Dĩ nhiên là chúng tôi nói phải xin lỗi quý vị Phật tử là nếu có vị nào mà điều này cảm thấy xúc phạm, nhưng mà như vậy thưa quý vị, cái sự biết ơn đó, sự biết ơn đó, nó là một cái biểu hiện rất đẹp của, nó là cái dấu hiệu của bậc trí, nó là một dấu ấn của một tâm hồn hiểu biết, thật sự hiểu biết. Chúng ta đã nghe nói về tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà gặp một vị sa môn giảng dị khai tâm cho mình là ngài A Sa Chí, mặc dù sau này về cái địa vị ở trong tăng chúng, về cái sự tu chứng của ngài đều cao hơn tôn giả A Sa Chí về nhiều phương diện, nhưng ngài nằm ngủ hướng đầu về tôn giả A Sa Chí để bày tỏ sự biết ơn một bậc thầy đã khai tâm cho mình. Và khi có một ông cụ già tên là Rát Thát đến xin xuất gia, chư tăng không ai nhận, bởi vì thấy được vị này già rồi, mình nhận thì mình mệt thôi, nhận thì không biết tu được bao lâu rồi cũng chết thôi. Nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất đã nhận Rát Thát làm học trò, và Đức Phật đã hỏi thì ngài đã nói rằng ngài có nhớ, bởi vì ngài đã từng đi khất thực, và ông Rát Thát này, ông cụ Rát Thát này đã từng đặt vào trong bát ngài 3 cái muỗng cơm. Và tỳ kheo Rát Thát vì sau này trở thành bậc thánh, trở thành vị tỳ kheo trưởng thành giáo pháp của Đức Phật từ sự hướng dẫn của tôn giả Xá Lợi Phất. Và khi chúng ta nói đến lòng tri ân, thưa quý vị, thì có một cái ân lớn trong cuộc đời mà chúng ta gọi là thâm ân, đó là thâm ân sinh dưỡng. Người ta nói đến hiếu đạo như là một cái quan điểm luân lý xã hội, nhưng mà Phật pháp dạy hiếu đạo nó nằm ở trên nền tảng của lòng tri ân. Mà có điều này chúng ta nên để ý, con người mình thật là quái quâm lắm. Có rất nhiều người tặng cho chúng ta một món quà, mời chúng ta bữa cơm, thì chúng ta mong có dịp đền đáp để chứng tỏ rằng mình là người biết điều, biết thù tạc. Nhưng mà khi về nhà với cha với mẹ thì chúng ta không biết ơn. Đối với cha mẹ thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng cha mẹ có bổn phận sanh mình ra thì nuôi mình thôi, không biết ơn. Cái nhìn đó không phải là cái nhìn của Phật pháp. Cái nhìn đó không phải là cái nhìn của người Phật tử. Thì thưa quý vị, tôn giả Xá Lợi Phất có một cái gia đình rất là thú vị. Ngài có 5 anh em. Thì ngài là người đầu tiên đi xuất gia theo giáo pháp. Cái phong tục Ấn Độ đó, khi mà cha ngài rồi thì ngài là cái vị đứng đầu ở trong gia đình, như câu nói người Trung Hoa là quyền huynh thế phụ. Ngài đi xuất gia rồi thì những người em cũng tuần tự đi tu theo ngài. Và như chúng ta biết, ngài Mahajuna đó, trong cái hôn lễ của mình, khi mình nhìn thấy hình ảnh của bà ngoại và hình ảnh của cô dâu rất là tương phản, cũng đã phát tâm xuất gia và được cái sự ủy thác của tôn giả Xá Lợi Phất trước nên tăng chúng đã đồng ý cho ngài Chun Đất xuất gia. Cả 5 vị đều là những bậc A-la-hán.
Mặc dù một người đàn bà đã sanh ra những người con vĩ đại trong cuộc đời, và những người con này đã đạt đến sự thành tựu rất là cao cả ở trong pháp của Đức Phật, nhưng mà điều đấy không làm cho bà mẹ hoan hỷ. Mẹ của Ngài có một cái tâm hiềm hận đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, vì bà quan niệm rằng cái đạo của Đức Phật đã cướp mất đi năm đứa con thân yêu của bà, năm đứa con trai thân yêu, mà bà lại là một người sống nặng về niềm tin. Và niềm tin ở đây là tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng truyền thống, tín ngưỡng từ ngàn xưa trong xã hội Ấn. Đó là tín ngưỡng bà là một giáo. Bà thường cúng tế, thường cúng thần lửa, thường lễ bái phạm thiên. Bà, cuộc sống của bà, niềm tin của bà, cái nhìn của bà thì hoàn toàn không có gì mà giống với năm đứa con trai của bà hết. Thưa quý vị, Tôn giả Xá Lợi Phất là một nhà giáo dục lỗi lạc, là một vị giáo thọ của tăng chúng, là một bậc đại thánh. Ngài hiểu rất rõ, Ngài hiểu rất rõ là không phải nó muốn độ mẹ mình thì độ mẹ mình được dễ dàng đâu, mà là phải chờ đến lúc thích hợp, và phải vận dụng cả một hoàn cảnh thích hợp, phải làm cho một con người, mặc dù là một người phụ nữ, dù là một người nữ đó là một người cao tuổi, dù người nữ cao tuổi đó lại là một người rất thương con của mình, nhưng mà đặc biệt là rất là cố chấp, rất là bảo thủ ở trong niềm tin. Rồi cuối cùng thứ gì ngày đó cũng đến, nhưng mà nó đến ở trong trường hợp đặc biệt, đó là những giây phút cuối đời của Ngài. Sau những năm dài sống trong tăng chúng và sống bên Đức Phật, ở trong vai trò của một vị thượng thủ Thinh Văn, trong vai trò của một vị thay mặt Đức Thế Tôn để giáo huấn tăng chúng, thì Ngài nhận thấy rằng cái tuổi thọ Ngài sắp mãn, và Ngài phải làm một việc mà suốt cuộc đời của Ngài luôn lập tâm để thực hiện, nhưng mà vẫn thấy chưa thích hợp được. Đó là làm thế nào đem ánh sáng Phật Pháp soi sáng trái tim của một bà mẹ rất thương con, nhưng lại rất là bảo thủ. Và Ngài biết rằng Ngài phải độ bà trong một cái cách thức rất là khác với bình thường. Và do vậy, cũng giống như là những vị A-la-hán khác, các ngài luôn biết rõ viên tịch Niết Bàn, thì ngài sẽ viên tịch, còn đảnh lễ Niết Bàn và xin phép Đức Phật để viên tịch. Dĩ nhiên Đức Phật chứng thuận, và Ngài đã lên đường cùng với một số đông tăng chúng đệ tử. Đức Phật đã kêu gọi tất cả chư tăng hãy đi với Tôn giả Xá Lợi Phất một đoạn đường, hãy tiễn bậc thầy của tăng chúng một đoạn đường, bởi vì không còn gặp 16 nữa. Và chư tăng đã vân theo lời dạy của Đức Phật. Và sau khi chia tay thì Tôn giả Xá Lợi Phất tiếp tục đi về Na Lạc Cát, đó là cố hương của nàng Ngài, cùng với đại chúng tỳ kheo. Và Ngài cứ gần về nhà, và dĩ nhiên cánh cửa nhà luôn luôn rộng mở, trái tim bà mẹ luôn luôn mong đứa con trở về. Nhưng mà Ngài đã trở về ở trong một cái cung cách của một người xuất gia. Khi Ngài đến làng gặp một người cháu, và Ngài đã nhờ người cháu chuyển lời về nhà để thưa với mẹ Ngài rằng Tôn giả Sariputta sẽ về lại nhà
và xin cho hai điều. Điều thứ nhất là Ngài muốn ở lại trong căn phòng nơi mà Ngài được sinh ra. Vì điểm này thì chúng ta nên biết là Tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà tu theo Đức Phật, Ngài có một địa vị cao trọng, gọi là vang danh thiên hạ, không phải chỉ trong xứ Ma Tiệt Đà mà trong toàn cõi Trung Ấn Độ. Rất nhiều người biết đến Tôn giả Xá Lợi Phất. Bà Sari mẹ của Ngài đi đâu cũng được nghe về Ngài. Nhưng mà khi Ngài trở về thì Ngài lại muốn làm một việc, đó là Ngài muốn nghỉ ở trong căn phòng nơi mà Ngài được sinh ra. Tại sao vậy? Tại vì khi một người mà được sinh ra và nhớ rằng mình được sinh ra, thì cái nhớ đó phải nghĩ đến là bà mẹ. Tại vì chúng ta phải từ trong cục đá sinh ra đâu. Và khi nghĩ đến bà mẹ mang nặng đẻ đau đã sinh ra, thì điều đó, đó nói lên một sự thông cảm sâu sắc, là lòng biết ơn của con đối với mẹ. Nhưng khi mà mẹ nghe cái thông điệp này, nghe cái tin nhắn này, là Tôn giả Xá Lợi Phất muốn về ở lại ở con trong căn phòng đã sinh ra, thì bà lại nghĩ rằng sao khi con mình hồi trẻ không về nhà, bây giờ lúc già rồi biết có lẩm cẩm hay không mà thành cái chuyện mà về lại cái nơi cố hương ở trong căn phòng mình đã sinh ra, hay là muốn tìm lại cái nguồn gốc vẻ vang, tìm lại cái địa vị vẻ vang ở trong gia đình thế gia cộng đồng. Chắc ông nghĩ cái chuyện gì đó, cái tưởng bà mẹ mà. Nhưng mà bà cũng đã làm như vậy, đó là sai gia nhân dọn một cái giường và quét dọn tương tất trong căn phòng nơi Ngài Xá Lợi Phất đã sinh ra. Và rồi Ngài Xá Lợi Phất cũng yêu cầu thứ hai là sắp đặt chỗ cho một số đông tăng chúng. Ở trong kinh thì dùng của số 500, nhưng chúng tôi nhắc quý vị rất cẩn thận là chúng ta không biết con số 500 này bao nhiêu, có thể là 300, 200, 400. Con số 500 là một thành ngữ. Thì thưa quý vị, bà mẹ khi nghe nói như vậy thì cũng phải nói một điều là bà không có hảo cảm đối với Chư Tăng, thậm chí là ác cảm nữa. Bà không thích những vị tu sĩ đầu trọc, mặc y vàng. Bà không thích những đệ tử xuất gia của đệ tử Phật. Bởi vì cái đoàn thể xuất gia đó đã cướp đi những người con trai thân yêu của bà. Nhưng mà bà nghĩ như vậy, ít nhất là đứa con trai lớn của mình đã về, và trong số đó của Ngài Ma Chuyên Đá Thành Tây Úc nữa cũng đã về, và những vị kia đi theo là những vị khách. Mình có thương con thì mình phải giữ cái sự gọi là sự hòa nhã lịch sự. Tại người Ấn Độ họ có cái phong tục đó là rất là trọng khách tân, và những người khách đến họ rất là trọng. Ở ngoài không vui chứ ở trong không vui, nhưng ở bên ngoài cũng cư xử rất là đàng hoàng. Người ta gọi đó là thái độ của trí thức, thái độ của những người biết sống trong xã hội, và là chuẩn bị nơi tăng ở. Thưa quý vị, có hai hình ảnh mà tim của bà mẹ là cao tuổi nhưng mà đầy cố chấp này, được mềm đi, thay đổi đi. Hai hình ảnh đó nó không phải đến từ lời nói của Tôn giả Xá Lợi Phất về Phật Pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất đã không có đem Phật Pháp để hướng dẫn cho mẹ mình ngay từ lúc đầu, mà Ngài đã cố tình tạo ra một cái hoàn cảnh để mẹ được tiếp xúc và để mẹ được tự tìm hiểu. Do vậy, trái tim của bà thì đã mềm ra. Hình ảnh đầu tiên là Ngài bà thấy rằng Chư Tăng đi theo Tôn giả Xá Lợi Phất chăm sóc cho Tôn giả rất là chu đáo. Vì thật tình phải nói là Chư Tăng ngoài cái vai trò là những đệ tử mà còn lại là
những vị rất là thương kính tôn giả Xá Lợi Phất, nên sự chăm sóc rất là chu đáo. Và thưa quý vị, một hình ảnh thứ hai mà thật ra bà cũng vừa nghĩ đến là bà thấy trong căn phòng có hào quang chói sáng và có những người dường như từ đâu đến rồi biến mất đi đâu, mà không phải là một mà nhiều, đã có ba lần như vậy xảy ra trong đêm. Thì lâu lắm bà mới gặp lại người con trai yêu quý của mình. Nhưng mà những hình ảnh đó không thể không làm cho bà tò mò, không thể không làm cho bà kinh ngạc. Khi bà hỏi thì Ngài Xá Lợi Phất mới cho biết đó là Tứ Thiên Vương, đó là Thiên Chủ Đế Thích, đó là Đại Phạm Thiên. Thì thưa quý vị, bà là một người thơ, bà là môn giáo. Và đối với bà thì Phạm Thiên là Thượng Đế, Phạm Thiên là đấng tối cao. Nhưng mà khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói về các vị đó thì bà lấy làm lạ, là chẳng nghĩa con mình còn cao hơn những vị đó. Thì tôn giả Xá Lợi Phất không nói là ngày cao hay ngày thấp, ngày chỉ nói về hình ảnh của Đức Phật, nói về việc các vị Tứ Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Thích, Đại Phạm Thiên đến với Đức Phật, cung kính Đức Phật, hầu Đức Phật, như là những vị sa di đi theo một bậc thầy, như là học trò đối với bậc đạo sư, cung kính đảnh lễ cúng dường. Thì thưa quý vị, bà đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tự nhiên bà thắc mắc, ủa như vậy sao Đức Phật cũng cao quý như vậy? Và khi bà hỏi câu hỏi này thì tôn giả biết ngày bà mẹ mình đã mở lòng ra, và bây giờ ngài bắt đầu ngài mới nói về giá trị của Phật, giá trị của Pháp, giá trị của Tăng qua những cái ân đức sâu này. Và khi một người đã mở lòng ra và được nghe một cách rõ ràng, nghe một cách chân thực, thì người hội được. Và mẹ của ngài đã trở thành một bậc thánh tu đạo quân. Và ngài đã báo ơn mẹ như lời Đức Phật dạy: ai lấy chánh pháp, an trú cha mẹ bằng chánh pháp, gọi là thực sự đã đáp được thâm ân, sanh thành dưỡng dục. Nói một cách khác thì Đức Phật đã từng dạy rằng, dù một vai khổng cha, một vai khổng mẹ đi hết vòng quả đất này cả trăm năm thì chúng ta cũng không thể đền đáp công ơn cha mẹ được, không thể nào. Tại cái thâm ân đó to lớn lắm, vĩ đại lắm, như là trời cao, như là biển cả. Nhưng mà những ai an trú cha mẹ vào trong chánh pháp thì người đó thật sự là người đã đền đáp được ân của cha mẹ. Và tôn giả Xá Lợi Phất đã làm điều đó. Ở đây cho chúng ta một bài học là thật ra cũng không dễ đâu để thay đổi. Chứ vì sống trong chùa, thưa quý vị, người Phật tử đi chùa cũng rất lâu năm, rất thương chư Tăng, rất thương chùa. Nhưng mà những cái mê tín, những cái dị đoan, những cái này cái kia vẫn còn. Và cho đến khi người đó mất. Tại vì sao vậy? Để chúng ta nhớ như vậy là không hẳn là cái niềm tin, cái tín ngưỡng đó, nó là cái gì trừu tượng dễ thay đổi đâu. Đôi khi người ta có thể thay đổi chỗ ăn, chỗ ở, người ta thay đổi cách sống, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi này cái kia. Nhưng mà cái niềm tin đó đôi khi nó đi một cách mơ hồ, trừu tượng, nhưng mà lại rất là bền bỉ cả cuộc đời. Và từ cái niềm tin cho đến cái nhìn, cho đến cái thái độ sống, nó đi chuyển hóa, đôi khi nó cần đến cả một cái sự khéo léo. Đó là tại sao Đức Phật khuyến khích con đường giáo dục. Bởi vì con đường giáo dục từng chút một cho chúng ta rất nhiều cơ hội để thay đổi cái nhìn. Thì rõ ràng tôn giả Xá Lợi Phất đã vận dụng những cơ hội có được để thay đổi bà mẹ. Đến nỗi mà bà đã lấy làm tiếc rằng cả cuộc đời bà bây giờ già rồi, rất già rồi. Tôn giả Xá Lợi Phất, thưa quý vị, lớn hơn Đức Thế Tôn 6 tuổi. Và
khi mà ngài viên tịch thì ngài viên tịch trước khi Thế Tôn nửa năm, tức là năm đó ngài 86 tuổi. Mẹ của ngài thì chắc chắn trên 100 tuổi. Và với tuổi trên 100 tuổi mà bà chứng quả Tu Đà Hoàn thì bà cảm thấy tiếc, quá tiếc. Đến nỗi mà bà lại không phải là trách nhưng một chút đối với con những điều cao quý như vậy, ví dụ như vậy mà con đã không nói cho mẹ biết trước sớm hơn. Dĩ nhiên bà không bao giờ nhận ra rằng con nói sớm hơn bà cũng có hiểu. Thì thưa quý vị, câu chuyện mà hiếu đạo của tôn giả Xá Lợi Phất ấy, nó cho chúng ta một cái góc nhìn khác cuộc đời của một đại đệ tử Phật. Chúng tôi phải nói rằng cái thời lượng rất là ngắn ngủi của lớp học mà để nói về cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất ấy, thì thật sự không thấm vào đâu hết. Nhưng mà nếu có một cái nhân cách nào để chúng ta học hỏi và từ đó chúng ta có thể yên tâm mà thấy rằng điều đó chính là những nhân cách tiêu biểu cho một người con Phật, thì quý vị nên đọc về cuộc đời của Xá Lợi Phất. Nhiều câu chuyện lắm, nhiều câu chuyện lắm chúng ta không bao giờ nói hết. Nhưng mà không phải là ngày người sống về mặt lý mà về tình, không phải ngày nói về cái cảnh giới cao vời giải thoát giác ngộ, mà trong cuộc rất là bình thường. Từ cái chuyện mà chúng ta nói trong cái nhìn của kinh điển, của kinh tạng, của lục tạng, của thất pháp tạng, tạng nào chúng ta cũng có bắt gặp những hình ảnh của tôn giả Xá Lợi Phất. Những hình ảnh rất là dung dị, rất là đẹp, rất là hiểu biết. Và thưa quý vị, rất là lợi lạc cho mỗi chúng ta khi mà được dịp nghiền ngẫm lại cuộc đời của một cao đệ của Đức Thế Tôn. Ở trong cuộc đời của chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi rất ngại người ta hiểu rằng mình nói một điều gì đó là mình nói quá lời. Nhưng mà riêng đối với tôn giả Xá Lợi Phất thì chúng tôi tin chắc một điều rằng chúng ta nói bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Và do vậy bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây trong lớp Phật học cơ bản. Và bây giờ thì quý Phật tử khoan hỷ cho chúng tôi một chút nha. Bạch Hòa Thượng từ siêu, không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng còn ở trước máy, xin Hòa Thượng khoan hỷ cho biết. Chào Hòa Thượng đã đi nghỉ rồi. Chào Hòa Thượng đã đi nghỉ rồi. Quý vị chờ chúng tôi. Quý vị chờ chúng tôi. Thưa tôi Thượng Quyền ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Thấy có Thượng Tọa Thượng Quyền và Thượng Tọa Pháp Tân ở trong lớp học. Không biết gì vị Thượng Tọa. Dạ, Thượng Tọa Thượng Quyền. Thượng Tọa Thượng Quyền, chúng ta đi tu thì ai cũng nghe nói về ngày sáng lại có. Thì tôi tự nguyện có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận về cuộc đời của bậc đại đệ tử này của Đức Phật và đối với cuộc sống của Thiền Tọa như thế nào. Xin kính thỉnh Thiền Tọa tự nguyện và sau đó xin cung thỉnh Thiền Tọa Pháp Tịch. Dạ, Nam Mô Bụt, Nam Mô Thầy Mai, Nam Mô Sư Cơ Thủ. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Để chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta kính lễ đến Sư Phụ Thượng Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phúc Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Từ Đức, Sư Nguyên Thông cùng cho tăng đang hiện diện. Thân chào đồng quý tôn nữ cùng cho Phật tử. Và có thể nói rằng nếu nói trên vai trò của ngài Xá Lợi Phất á, thì kể từ khi nhỏ tới lớn, khi nhỏ thì hoàn toàn con không biết được cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất nó như thế nào, nhưng con chỉ được hiểu biết ví dụ như ngài có trí tuệ có thể ngài kiểm được cái hạt mưa rơi. Thì lúc đó mình thấy mưa rơi nhiều quá, sao có người nào mà điếm được như vậy? Thì lúc đó nhỏ cũng nghĩ chắc người này cái trí của người ta cái nó nhanh lắm mới điếm được, mà chắc có lẽ y như là cái gì đó chứ làm sao mà điếm được như vậy. Thì ở đây cũng là hình ảnh ví dụ cái sự nhanh lẹ của ngài như thế. Và kể từ đó thì
Có thể nói rằng là nếu đứng trên tinh thần tu học á, thì cái tấm gương của Ngài Xá Lợi Phất chính là một cái gương, một cái trí tuệ. Xuyên qua những cái buổi giảng thời, cái điểm học hay gì, mà nhắc đến Ngài Xá Lợi Phất thì luôn luôn sẽ nêu cao về cái giá trị trí tuệ. Thì mà thực nếu như mà học hiểu Phật Pháp á, thì chúng ta mới thấy được rằng là tại sao mà là phải nêu cao cái tinh thần đó. Bởi vì khi chúng ta học thì trí văn, trí tư, trí tu đều phải được phát huy lên. Mà mình nghĩ tưởng đến những cái vị có trí tuệ thì chắc chắn rằng mình cũng phải có một cái gọi là cái tương ưng, cái học theo, hay hoặc là nhờ cái ân đức đó. Thì nói rằng là khi từ nhỏ thì con cứ suy nghĩ như vậy, còn phải nói lớn lên thì mình biết được rằng có thể nói rằng cái duyên trí tuệ của chính Ngài á, thì sau Đức Phật á, thì là Ngài Xá Lợi Phất. Rồi Ngài có thể quảng diễn được tất cả những gì mà ở cuộc đời này. Nếu muốn nói đến cái khả năng của trí tuệ hay khả năng của bằng một cái sự nhanh nhẹ thì cũng ngược lại như vậy, thì như là một cái vị quan văn của mà hậu cận Đức Phật, như vị quan văn gọi là thầu long lầu thông kinh sử, còn cũng như là một kiền liên, là một vị quan võ mà đặt tất cả những hình sự, tất cả những cái điều gì mạnh mẽ, cái điều gì mà nó cao vời, thì chính là giá trị của Ngài Mục Hiền Liên. Thì kính bạch thưa thôi, thì vì vậy cho nên phải nói rằng là cái hình ảnh mà về cái ngày Xá Lợi Phất thì rất là đặc biệt. Có một lúc đó, con suy nghĩ rằng tại sao chúng ta có thể chúng ta tạc hình Phật là quá tốt rồi chúng ta tạc tượng Ngài Xí Quá Lý, tại sao chúng ta không tạc tượng Ngài A Nan hay là Ngài Xá Lợi Phất để chúng ta lại tôn thờ một cái lĩnh vực đa văn như Ngài A Nan, hay cái lĩnh vực trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất. Đó chính là một sự suy nghĩ của chính con là vậy, để từ đó chúng ta có thể nhìn thấy cái đức tánh và cái chúng ta gọi là như là cái sở tâm, sở tánh, cái sở trường cao cả của chính Ngài, để từ đó mà chúng ta có thể phát huy được. Từ đó chính là một sự suy nghĩ của chính con là vậy thôi. Còn phải nói rằng là nếu trên tinh thần giáo điển, giáo nghĩa thì có thể nói chúng ta tuyệt đối và giá trị tuyệt đối những gì mà cần được giải quyết, những gì mà cần được nêu cao, thì Ngài Đức Phật này luôn luôn gọi đến Ngài Xá Lợi Phất, gọi đến Ngài Mục Kiền Liên để xử lý, để giải quyết tất cả những việc gì của chư tăng, hay là để mở rộng, để giải thích thêm những gì mà Đức Phật Ngài chỉ nói như thế. Và thường thì Ngài để lại cho các vị đại đệ tử như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên tiếp tục giảng cho chính Ngài, cho chính chúng ta nghe. Thì đây chính là những cái điều mà có thể nói rằng trong kinh văn đã nêu cao, nêu bật một cái giá trị tuyệt đối của Ngài Xá Lợi Phất. Dạ, thì kính đây chính là cái thiện ý của con là như vậy. Dạ, thì con kính con thỉnh Thượng Tọa là tiếp tục chương trình, và Hòa Thượng tiếp tục chương trình. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Thời Quyền. Bạch Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được kính thỉnh, Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ. Có thưa Thầy, chia sẻ một vài ý nghĩ của Thượng Tọa Pháp Tân về tôn giả Xá Lợi Phất. Kính cùng thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Tham Sanh Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Tòa Giác Đẳng, Tòa Tùy Nguyện, Tòa Minh Hạnh cùng chư tăng.
Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Nè, về cảm nghĩ của con về hành trạng như cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất. Nãy giờ nghe từ tội giảng Ngài Xá Lợi Phất phần nhiều, thì con nghĩ rằng thường là chúng ta được biết đến cái hành trạng của Ngài Xá Lợi Phất như là một bậc đại trí tuệ. Bởi vì có những cái đoạn kinh của Linh nói khi Đức Phật Ngài nói rằng khi không có sự xuất hiện của Ngài mà ở đó có xuất hiện của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, thì hai vị này có đủ khả năng để truyền đạt cái giáo pháp này đến cho đại chúng. Cho nên là ở đó thì mình thường là tôn thờ Ngài Xá Lợi Phất như là một bậc đại trí tuệ. Cái điều thứ hai con biết qua cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị đại hiếu. Thường là kinh điển Bắc Tông thì Bắc truyền thì nói là Ngài Mục Kiền Liên thì đại hiếu. Sự thật ra là kinh điển Nam truyền mình mới biết được là Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị đại hiếu. Bởi vì bản thân của Ngài, mẹ của Ngài Xá Lợi Phất là những người ngoại đạo, những cái người Bà La Môn giáo. Và cũng trước đó thì bà cũng có những cái tà kiến, cho nên là bà không chấp nhận Phật được. Thế mà Ngài Xá Lợi Phất vẫn hướng dẫn bà và chăm sóc bà, hướng dẫn bà để rồi bà đến với giáo pháp này. Thì đó cũng cách là báo hiếu, cách là cách báo hiếu, hay là cái cách để thể hiện cái tấm lòng hiếu của một người con đối với người cha, người mẹ của mình. Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Cái đặc tính thứ ba nữa là con nghĩ Ngài Xá Lợi Phất Ngài có một cái pháp tri ân rất là lớn. Điển hình như là khi mà lần đầu tiên Ngài gặp A-sa-chí, Ngài A-sa-chí, tôn giả A-sa-chí là một trong nhóm ngũ bộ, tức là nhóm Kiều Trần Như. Khi mà gặp Ngài như vậy thì Ngài đã nói chỉ có một bài kệ thôi. Một bài kệ đó đã trở thành để rồi Ngài Xá Lợi Phất đã đến với giáo pháp này, đến với Phật pháp này. Mãi sau này thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã trở thành một cái vị mà thượng thủ thinh văn. Nhưng mà rồi đó thì nghe kinh mô tả lại đó là Ngài nằm nghỉ ở đâu đó mà nghe rằng là tôn giả A Xà Chí ở cái hướng nào thì đầu Ngài cũng hướng về cái tôn giả A Xà Chí, tức là nằm nghỉ hay là như thế nào đó thì cũng hướng cái đầu của Ngài về tôn giả A Xà Chí. Đó cũng là thể hiện cái pháp của một người nhớ ơn, đáp ơn hay là tri ân. Thì con nghĩ là hành trạng của Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị mà thể hiện qua ba cái đức tính mà như con đã thưa, đó là thể đức tính tri ân, đức tính đặc tính của một bậc trí tuệ, đặc tính của một cái tâm hiếu của một người con đối với cha mẹ, thì xứng đáng như một bậc thượng thủ thinh văn trong giáo pháp này. Sự thật ra thì có nghĩ nhìn về hình trạng của Ngài đó, thì ở đó mình có nhiều cái bài học, có nhiều cái bài học rút ra để rồi mình thấy cái hình ảnh của Ngài, đức tính của Ngài, mình có thể học hỏi, bắt chước được những đức tính đó, thì thật sự là nó tốt ở trong cuộc đời này. Cho nên rằng là thường là mình biết đến Ngài Xá Lợi Phất
thường là trong kinh điển Pali biết tôn giả như vậy thôi. Và quả thật như vậy thì ở đâu có cái sự xuất hiện của Ngài nè, có thể thay thế Đức Phật nha, để diễn giải giáo pháp này bất cứ cái hội chúng nào. Thì ở đó đó, mình như là đọc ở trong kinh đó, thì có những cái bài kinh cũng do chính Ngài Xá Lợi Phất Ngài thuyết giảng, và cái duyên sự cũng liên quan đến Ngài Xá Lợi Phất mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, thì ở đó rất là nhiều. Có nghĩ rằng là thường là nói đến cái công hạnh của một bậc đại trí tuệ hay là bậc bậc gọi là thượng thủ tinh văn của Đức Phật ngoài Ngài Mục Kiền Liên ra. Cho nên rằng cái hạnh của công hạnh của Ngài Xá Lợi Phất mình rất là quý ở chỗ là dù ở trong cái cảnh nào đi nữa, cái hoàn cảnh nào đi nữa, thì các ngài cũng đã để lại cái đạo hạnh, cũng như là để lại cái công như là một trong những cái kho tàng giáo điển. Bởi vì dù gì đi nữa thì các cái bậc thượng thủ tinh văn như Ngài Xá Lợi Phất đã vừa là cái công phu tu tập để trở thành một bậc thượng thủ tinh văn, đệ tử của Đức Phật đệ nhất về trí tuệ đó, thì các ngài còn để lại những cái bài học để rồi mình có nhiều cái để học hỏi, nhiều cái để nương theo. Người ta gần đây thì người ta có thể thờ Ngài Siva Lý là đệ bậc đệ nhất về tài lộc. Riêng về các cái ngôi chùa Nam Tông thì con thể thỉnh thoảng cũng gặp được là hình ảnh của có cái chùa thì thờ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đứng hai bên tay trái và tay phải của Đức Phật, nhưng mà có chùa thì cũng không có thờ. Nhưng mà trong kinh điển thì chúng ta bắt gặp rất là nhiều qua cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phật, qua những gì mà Ngài đã dạy trong những cái bài kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ, gặp nhiều cái bài kinh, có những cái bài kinh đó chính Ngài Xá Lợi Phật Ngài thuyết giảng. Cho nên là con nghĩ rằng mình được cái kho tàng Phật giáo lý nhờ nơi trong đó có Ngài, cái sự mà thuyết giảng của Ngài Xá Lợi Phật. Cho nên là nếu mà mình quý trọng với cái bậc mà đệ trí tuệ đó, thì đó cũng là một cái công hạnh, một vị mà có những cái công hạnh để rồi mình sẽ bắt chước, rồi mình sẽ nương tựa, và cái đó rất là quý ở trong cái đời sống này, để cho mình có được cái sự... Con xin có cái ý chia sẻ qua cái suy nghĩ của con về cái công hạnh cũng như là cái hành trạng của Ngài Xá Lợi Phật đã để lại. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại trong. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thưa quý vị, rõ ràng một điều là chúng ta rất cần để ôn nhắc về cuộc đời của Tôn giả Xá Lợi Phất cũng như là các đệ tử của Đức Thế Tôn. Qua mỗi cuộc đời chúng ta học được rất là nhiều thứ, nhưng mà phải nói một điều là ở cuộc đời Tôn giả Xá Lợi Phất thì có quá nhiều thứ để chúng ta học cho cuộc sống tu tập chính mình. Hôm nay thì công việc của chúng ta làm thì rất là khiêm tốn, chúng ta chỉ có thể nhắc lại ba giai thoại thôi. Hy vọng những điều này sẽ là một cái lời sách tấn khích lệ để quý Phật tử tìm được cái nguồn cảm hứng để đọc thêm, tìm thêm nhiều câu chuyện khác.
rất là lợi lạc về cuộc đời của một bậc thượng thủ thiên văn của Đức Phật. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Đa Thâm Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có giáo trình tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Thế Quyền. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con như pháp xin thay mặt đại chúng tông đung, chúng con kính tri ân chư tôn đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hướng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã đắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hộ pháp, nguyện các chuyện chánh pháp trường chúng cầu giải thoát. Nam Mô Bích Hà Giá.